Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần bốc thăm may mắn của báo danh fan cứng tháng 5 nha mọi người. Thì sẽ mỗi tháng thì sẽ có 2 triệu đồng tiền mặt, tiền thẻ cào á, trao đến cho 20 bạn fan cứng may mắn nhất của họ phát hiện hàng tháng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau coi danh sách báo danh của tháng này nha. Mình chỉ tính tới ngày hôm qua thôi nha mọi người. Bạn nào báo danh hôm nay là đã trễ rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở vô cái cũ nhất rồi mình sẽ ghi số báo danh cho mọi người nha. Đây ok. Đó thì mình sẽ ghi số báo danh của mọi người ở đây. Đây Vĩnh Lộc là số 1 nè. Ông lão ham vui là số 2 nè. Ồ đeo kính là số 3 nè. Bạn nào có hiệu fan cứng mới được nha. Sài Gòn Biên Nguyễn là số 4 nè. Minh Hiền Hamaco là số 5 nè. Đấy, mình làm trực tiếp nên là sẽ không có sót bạn nào đâu. Giản Nhật là số 6 nha. Không có báo là không có rồi. Studio bao tiếng tháng nào nó cũng có bài game á, cũng có bài báo danh á. Bạn nào cũng có fan cứng thì báo danh thì mình có cơ hội. Nếu mà bạn nào có kiểu giống như chơi hên xui muốn nhận thẻ thì mình có thể báo danh để mình nhận thẻ. Còn mấy bạn thấy 2 triệu ít quá hay là 100 thẻ cào không nhiều thì mình có thể là khỏi báo danh cũng được. Nên cái này là lấy may mắn thôi mọi người, chứ thật ra nó cũng không có giá trị gì nhiều. Mời nè. Gia phát số 11 nè. Rồi gọi tên em đi là có hai quyền hai nè. Gọi tên em đi là có fan cứng nha mọi người. Đây nè, người tặng sao cấp độ 1 và fan cứng nên nó hiển thị là người tặng sao cấp 1. Nghe thông báo gì? Ồ thì fan cứng thì là do fanpage nó tự cấp á, hệ thống Facebook nó tự cấp chứ mình không có cấp. Báo danh thì mọi người phải tự báo chứ sao mình báo cho mọi người được. 13 nè, Nguyễn Châu nè. Mọi người canh tháng nào cũng có đó. Tới đầu tháng. Rồi, mất mẹ đó kia rồi. Đâu rồi? Ai chết rồi chết rồi. Tới số mấy rồi trời. Rồi đó vậy là mình bấm lộn một cái là tới số 13 rồi đó, 14 nha. Chương trình này tháng nào cũng có và nó đã diễn ra được 2 năm rồi bạn ơi. Nó diễn ra được 2 năm, bạn này không có fan cứng rồi nên không có ghi nhận nha. 15 nè. 16 nha. 17 nha. Trần Đại Nghĩa là 17 nè. Thảo Nhi là 18. Hoàng Phúc là 19. Alo. Alo. Chị hỏi không đi chỉ nào ạ? Tân Phú còn phòng đó, chị có qua coi gì ạ? Dạ nó ở ngay đoạn Lương Thế Vinh, ngay chỗ địa bán bít quẹo vô nha. Dạ đúng. Giờ em chỉ còn phòng trên lầu thôi, dưới đất nó thuê full rồi ạ. Dưới đất thì em không có, là dưới đất nó ít phòng lắm. Dạ là 1, 2, 3 đều có. Dao động từ 1,7 triệu trở lên à. Dạ đúng rồi, phòng như hình. Dạ đúng rồi.
Dạ ok ạ. Dạ dạ dạ. Dạ em chào chị, bye bye chị. Dạ. Đi Nguyễn là 26. Phòng thấy như đưa ở Tân Phú hả? Phòng hả? Phòng bên đó này nó cũng rẻ, nó tầm 1 triệu mấy à, chị mới tới 2 triệu à. Đồng hồn là 28. Mọi người thấy tôi làm đa nghề, không biết bao nhiêu nghề luôn, phải làm hết tất cả các nghề để kiếm sống. Chị chưa có đi làm gái thôi. Thì Huy là 28 nè. Không, 29. Bạn nào báo trùng một hồi mình sẽ bỏ số nha sao. Tại vì nhiều bạn á, báo một lần được rồi báo hai lần nó bị trùng là mình sẽ bỏ bớt một lần nha. 30. Nhiều không? Mọi người thấy Văn Cứng hỏi phát thì nhiều không? Đây, thấy chú là phải đi lên Sài Gòn ngủ với tôi là sẽ được tăng kích thước nha. 32. Phí Minh Chính không có nè, Phạm Chí Linh. 33 nè. Rồi mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa mọi người. 34. Các bạn muốn làm fan cứng thì trước tiên phải theo dõi fanpage nha mọi người. Chờ chứ không theo dõi fanpage nó không có lên đâu. Bấm theo dõi fanpage với lại bấm nhận thông báo rồi mới lên. 35. Hà Phương chưa lên nè, người ta thả cười ha ha. Trời đất ơi. Phạm Linh không có nha. Hoàng Phúc hình như nãy có rồi đúng không? Ông này báo danh lắm thế, báo một lần thôi người ta biết rồi. Tôi nhớ là Hoàng Phúc hồi nãy có rồi á. Ủa Hoàng Phúc có chưa ta? À, chưa. Hoàng Phúc số 19 nha. Báo bộ ở trên đi. Rồi Hoàng Phúc 19 nha. Rồi 19 đi. Nguyễn Thị Thu Trang là 20. Ở đâu rồi? Ủa lộn, 19, 35 rồi tới 36. Hết giờ tôi bị quán xì gà luôn rồi đó. Huỳnh Ngọc Ánh nè. Đây 7. Bạn nào có khoan cứng được có. Cỏ Bảo Yên là 38 nha. Nguyễn Ánh Ngọc là 39 nè. Cái này giống Facebook clone mấy gì trời. Mẫn Nhi không có, Khánh Hạ không có. Nguyễn Tuấn Hùng 40. Phạm Mang Ngọc 41. Trần Mộng Ánh Dương 42. Sao mấy này do mấy má này giống Facebook, sao lại giống Facebook ảo vậy? À, sao lại có fan cứng nào, phải theo dõi fanpage nào, Facebook nó mới tự cấp được chứ. Cái này giống băng đảng này, sao cái này tôi thấy giống Facebook ảo, để mua gì để mốt tôi chết lại mới được. Nhiều khi nó chạy dịch vụ nó lơ nó. 45. Tại vì mấy bạn nào hay theo dõi á, thì mình đọc là mình thấy liền. 46. 47. Này Ngô Bảo Châu có này. 48. 49. 50. 51. 52. 52. Ông này có rồi nè, ông này báo hoài. Ông này cũng có rồi này, Studio Tiến với lại Minh Hiền hai mấy con. Sang Trần có chưa ta? 53. Rồi bây giờ mình sẽ check số lại nha mọi người, check số lại cái nha. Coi có tên nào trùng không nha. Sẽ check số lại nha.
Đây, so mình bắt đầu kiểm tra lại một lần nữa. Đây là quy trình mình làm hàng tháng đó, là nó cũng rất là mất thời gian nhưng mà mình vẫn ghé mình duy trì cho mọi người á. Tặng quà mà phải cố gắng làm ngồi duy trì cho mọi người biết rồi đó. 2 3. Các bạn nào nghĩ ra cái cách nào làm nhanh hơn, chứ tôi làm mỗi tháng là tôi cũng thấy mệt đó. Mà không phải là một fanpage, tới 4-5 fanpage lượng má ơi, fanpage nào cũng tặng quà lòi le hết chưa. 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. À, để bật số lên nè. 11 gia phép. Ê, đừng. 11 gia phép. 12 gọi tên em đi. 2 tôi đâu có ở bên quận Tân Phú thôi, nhà trọ do thuê bên quận Tân Phú thôi, chứ tôi ở quận khác mà. Tôi đâu có ở bên quận Tân Phú đâu cha nội ơi. Giá 14 nè. Này không có nha. Đây chân 15. Ủa hùng 16 nè. Chân đại nghĩa 17 nè. Thảo Nhi 18. Hồi tên nào trùng mình bỏ ra bớt nha mọi người. Hàng Phúc 19 nè. Nguyễn Đăng Anh 20. Thông 21. Đoàn Trần 22. Đăng Khoa 23. Nguyễn Long 24. Ngô Bảo Châu 25. Skyboy 26. Tiên Nguyễn 27. Mạnh Hùng 28. Phi Huy 28. Ủa? À, Nguyễn Nghi lộn đọc rồi, nó bị lộn hết chưa. À, Phi Huy 28. Ủa sao giờ lên tới 29 luôn rồi, chết mẹ rồi. Ủa như là mình dư một số là phải để coi kiểm tra lại coi. Trời ơi là trời. Thảo Nhi 18 là đúng nè. Hoàng Phúc 19, Nguyễn Đăng Anh 20, à, Thông 21, Đoàn Trần 22, Đăng Khoa 23, Nguyễn Long 24, Ngô Bảo Châu 25. Ủa chưa Ngô Bảo Châu đâu có đâu, Ngô Bảo Châu ở dưới lộn. Bởi vì đó. Đây, Skyboy 25, Tiên Nguyễn 26, Phi Hư 27, En Gao chưa cứng, Phi Hư 28, Mạnh Hùng 27, đúng rồi nè. Rồi Thông hả? Đó, cái này có rồi nha. Báo danh một lần thôi nha, mấy ông nào báo danh hai lần. Báo danh. Ờ không tương tác là nó tự gớt rồi mọi người, đâu phải tôi chê, đâu để tôi hạ xuống đâu nè, mọi người coi đây nha. Tương tác fan cứng thì mọi người coi đây nha, mình không hề là bỏ fan cứng của ai hết nha. Mọi nhiều bạn cứ bảo là làm sao cấp fan cứng là hệ thống Facebook nó tự cấp. Đây. Cho mọi người coi nè, huy hiệu trên trang nè. Huy hiệu đã gỡ nè, không có nè, thấy chưa? Đó, những các bạn nào có huy hiệu là do hệ thống chưa cấp, chứ mình không có hề gỡ fan cứng của ai. Nhiều bạn cứ nói là sao cái ID gỡ fan cứng của mình, làm sao mà gỡ của mấy bạn để làm gì. Đó, tặng cho mấy bạn không hết thôi, gỡ mấy bạn làm gì. Quýnh một cái bây giờ chứ ID công hậu, kệ. Đấy, không hề gỡ của ai hết nha. Ông nào có tên rồi thì tôi sẽ bỏ nghe nha, Deluxe CMG. Báo danh báo một lần thôi, mấy ông đừng có báo 2-3 lần, nhiều khi nó trùng tên á. Để coi có ai trùng nữa không nha. Bởi vì mỗi lần tôi mệt nhất là xét cái trùng tên á. Quốc Việt Dương là 30, Hoàng Bùi 31. Ừ tới ngày 23 là mình mới chốt, nên là đăng trước rồi mấy bạn cứ canh tới ngày. Nếu mình có fan cứng trước ngày 23 thì mình cứ báo danh nha. Đồng chí Linh 32. Giờ mình lùi một số nè. Nguyễn Đăng Ngân 33. Có mấy bạn trúng hoài luôn á. Sunny Yugi 34. À, Hà Phương chưa lên à, hay là chưa theo dõi? À có theo dõi nhưng mà sao mãi không lên nhỉ? Coi chắc coi ít quá nó không lên. Phạm Linh chưa cứng nè. Hoàng Phúc số 19 có rồi.
Mấy ông báo một lần thôi nha. Nguyễn Thị Thu Trang 35, Huỳnh Ngọc Ánh 36, Võ Bảo Uyên 37, Nguyễn Ánh Ngọc 38, Mẫn Nhi không có, Khánh Hạ không có, Nguyễn Tuấn Hùng 39. Nó bị gạch dưới rồi. À, 8 chứ à, 39. Phan An Ngọc 40. Nó bị gạt dưới rồi. Thôi kệ nó đi ha. Trừng Mộ Bánh Dương 41. Nguyễn Anh Kiều 42. Tôi nghi lắm, tôi nghi cái này là cái này giống nguyên một dàn có mấy Facebook ảo thôi, còn lại là mấy toàn là người theo dõi thì mình để ý mình biết mà. Đấy, chỉ có mấy cái Facebook đó là mình thấy nó hơi ảo ảo thôi, còn lại là người theo dõi thì mình thấy hết mà. Bình thường mọi người comment hay là mọi người like gì, like share gì mình có thấy thấy mà. Ở mấy ông này là toàn là fan cứng nè, cứng cựa nè, Ngô Bảo Châu nè. 47 nè. Đồng Đồng 48 nè. Đồng Phan 49 nè. Này cứng ngắt à. Chào Sài Gòn Biên Nguyễn nha, chuẩn bị bóc nha mọi người, sắp xong rồi để mình tổng kết lại một lần coi có ai trùng tên không đã. Này ông này có rồi nè, có ông này cứ báo hoài nè. Sang Trần này, để coi Sang Trần có chưa nha mọi người. Nguyễn Kim Bằng. Rồi bây giờ mình sẽ chép tên lại một lần coi có ai trùng không nha. Bây giờ không biết chép làm sao luôn, nhìn sơ thôi nha, để coi có ai trùng không, trùng tên không. Đó là mọi người báo danh một lần thôi, nếu mà trùng tên thì ông nào mà báo danh 2-3 lần trùng tên mốt không tính luôn á, để tốn thời gian tôi ngồi tôi chép. Có ai trùng tên không mọi người? Như là không nha. Rồi, không có ai trùng tên rồi đó mọi người. Rồi ok nha. Xong tuyệt một chút xíu nữa bóc luôn. Chút xíu nữa mình bóc xong tuyệt phát hiền với lại bên bách hợp là phát quà. Bóc hết luôn mọi người, thường cái này là do công việc do tôi phụ trách á, nên là tôi bóc hết luôn. Rồi bây giờ là chốt 53 bạn nha. Tháng 5 thành công. Rồi 53 bạn nha, bây giờ mình sẽ bóc nha mọi người. Rồi 53 bạn nè. Ủa 53 sao nó ra tới 55 lận? Ủa sao hai có hai cái khung trắng? Tôi cũng không biết tại sao nó lại có cái khung trắng này á mọi người, không biết xóa làm sao á. Làm sao nó lại có cái hai cái khung trắng này, tôi không biết xóa thiệt sự luôn á. Có hai cái vùng trắng không biết xóa làm sao. Rồi được rồi, không có vùng trắng nè, có bi dư dòng á, sorry nha. Rồi bây giờ mình bóc nha mọi người. Đó, tất cả đều làm công khai nên là mọi người đều coi trực tiếp được nha. Chứ mình không có, nhiều bạn bảo là sau tháng nào cũng không trúng. Thì mình cũng làm theo thuần tự dữ, mà tới đó mình bóc thôi, tới đây mình bóc thôi chứ bây giờ mình biết làm sao đây. Rồi bây giờ mình sẽ bóc nha. 20 bạn trúng thưởng, mỗi bạn sẽ được một thẻ cao 100k điện thoại tùy chọn nha. Rồi bạn đầu tiên trúng thưởng đây. Rồi Quốc Việt Dương. Này nhìn thấy trúng thưởng mình để dưới nha. Rồi tiếp tục nha. Trừng Mộng Ánh Dương nè.
Rồi tiếp tục. Đó, Ngô Bảo Châu trúng thưởng nè. Đó, mấy ông trúng thưởng thì được đó, thấy chưa, thì coi nhiều nó dễ trúng thôi, hên á. Phạm Chí Linh nè. Bốn bạn rồi nha. Nguyễn Châu nè. Năm bạn nha. Nguyễn Kim Bằng nè. Sáu bạn nha. Bạn nào trúng thì một hồi có danh sách trúng thưởng thì mình cứ inbox vào fanpage, mình chọn thẻ cao muốn nhận rồi mình đợi nhận thẻ thôi nha. Tháng nào cũng y chang vậy nên nhiều bạn nhận tới quen luôn rồi. Nguyễn Đương Trung nè. Rồi ok. Gia Phát nè. Đợi xíu có điện thoại. Không, nhận thẻ cào điện thoại thôi em ơi, không có nhận Momo được đâu. Đợi xíu có điện thoại, đợi cái điện thoại cái nha. Hello. Ok. Chào Lily nha. Rồi Gia Phát bên này là người thứ mấy rồi, người thứ 9, ở người thứ 8 rồi. Rồi tiếp tục nha. Quỳnh Ngọc Ánh nha. Người thứ 9 rồi đó. Còn 11 bạn nữa. Ừ, Nguyễn Châu lụm chưa? Có Nguyễn Châu chưa? Nguyễn Thị Thu Trang. Đâu có Nguyễn Châu chưa? Chưa có Nguyễn Châu mà. Đâu chưa có Nguyễn Châu mà. Ủa có Nguyễn Châu nè. Ủa có Nguyễn Châu nha. Lụm mày kìa. 11 nè. Nguyễn Kiệt Gà Đá nè. Mười hai nè. Nguyễn Anh Kiều nè. Đó, Nguyễn Kiệt Gà Đá lụm. Mười ba nè, Phi Huy nè. Còn 7 bạn nữa nha. Mười bốn nè, Nguyễn Đăng Hưng. Còn 5 bạn nữa nha. Mười sáu nè, Võ Bảo Uyên. Sao cái nhóm này trúng nhiều dữ vậy trời. Còn 4 bạn nữa nha. Mười bảy nè, Phạm An Ngọc. Tiếp tục nha, còn 3 bạn cuối cùng. Mười tám nè, Nguyễn Long.
hai đoạn cuối cùng. Ông lão ham vui. Rồi một bạn cuối cùng nha mọi người. Bạn nào trúng thì được 100.000. Lê Đức CMG là bạn cuối cùng nha. 20 bạn. Rồi như vậy là mình đã có danh sách 20 bạn trúng rồi nha mọi người. Hàng 2, hàng 3 với hàng 4 nó ra nhiều vải luôn mọi người ạ. À. Còn hàng 1, hàng 2, hàng 1, hàng 5 gì nó ra ít quá. Rồi như vậy là mình đã có danh sách trúng thưởng nha mọi người. Ok, như vậy là mình đã quay thưởng xong của bốc thăm fan cứng hội phát hiện tháng 5 rồi. Những các bạn nào mà có fan cứng thì hẹn mọi người vào tháng 6 mình bốc tiếp nha. Bài báo danh thì sẽ được update vào đầu hoặc là cuối tháng nha. Có nghĩa là đầu tháng 6 hoặc là cuối tháng 5 đó mọi người. Ok, bye bye mọi người. Nếu mọi người nhớ theo dõi fanpage để mà có thể lên fan cứng nhận quà hàng tháng từ Thiên Long Phát, hội phát hiện từ Thiên Long Phát Bộ nha. Bye bye mọi người.